Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Nhạc Cụ Minh Phụng. Nếu các bạn muốn tìm kiếm những mẫu đàn piano mới, phổ thông nhưng giá cả phù hợp với mọi đối tượng, người dùng trong phân khúc tầm trung, thì cây đàn Ateisia Performer sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Các bạn hãy cùng mình đưa cây đàn đến một cậu em mê âm nhạc tại Gò Vấp. Sáng hôm nay, em trai đã đến cửa hàng để test sản phẩm. Đội ngũ đã có mặt tại nhà khách và bắt đầu lắp đàn. Các bạn có thể thấy trong thùng gồm cây đàn, pedal, giá để sách, sách hướng dẫn và một cục nguồn. Trong video, tụi mình sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn về cây đàn piano kỹ thuật số này, giúp các bạn có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với người mới học đàn. Sản phẩm được thiết kế đẹp mắt, thanh lịch và gọn nhẹ, phù hợp với việc đem đàn đi học tại các trung tâm hoặc đi biểu diễn. Đàn có 88 phím chuẩn và có 3 mức độ cảm ứng lực nhấn khác nhau, đáp ứng mọi phong cách luyện tập và biểu diễn. Trên đàn còn tích hợp 12 mẫu âm thanh 3D chân thực được ghi lại từ 12 loại nhạc cụ acoustic rất đa dạng. Với mức giá phải chăng, đàn còn hỗ trợ các tính năng phổ biến như metronome đếm nhịp, transpo tăng giảm tông, lead chia bàn phím. Đàn được trang bị bộ xử lý tín hiệu số DSP để tăng thêm độ chân thực của âm thanh và mức độ điều chỉnh của reverb chorus để tạo nên âm thanh cho giai điệu biểu diễn của bạn. Cổng kết nối USB MIDI to host giúp đàn kết nối với máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động. Bạn có thể tự do tăng giảm âm lượng hoặc tận hưởng thời gian luyện tập riêng tư một cách dễ dàng. Ngoài jack cắm Sutton pedal, jack cắm stereo layout cho phép bạn cắm trực tiếp vào hệ thống loa để có âm thanh rõ nét hơn. Bạn cũng có thể kết nối tai nghe để luyện tập mà không làm phiền những người xung quanh. Bên cạnh đó, đàn còn có hai màu đen trắng cho các bạn lựa chọn. Hy vọng qua các thông tin mà Nhạc Cụ Minh Phụng cung cấp, các bạn sẽ dễ dàng lựa chọn được cây đàn ưng ý nhất với chính bạn. Sau khi cây Ateisia được lắp xong, em trai liền đến và bóc siêu cây đàn. Sau đây mình xin mời mọi người cùng xem đoạn test đàn cực chiêu của khách. Với Nhạc Cụ Minh Phụng, các bạn sẽ được bảo hành 12 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.